Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, trong hai kỳ Đối thoại mỗi ngày trước, chúng tôi đã đề cập về cây macca, loại cây đang được gọi là cây tỷ đô, phương tiện xóa đói giảm nghèo, đang từng bước xâm nhập vào Việt Nam và được một số địa phương đón nhận như là những cây trồng chủ lực. Thì việc phát triển cây macca ở Việt Nam đã đặt ra những bài toán thực sự trong việc trồng như thế nào, tiêu thụ ra sao. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân để tìm hiểu những bài toán nào đã đặt ra cho cây macca ở Việt Nam và giải những bài toán đó như thế nào. Việt Nam đang đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ trồng khoảng 200.000 hectare macca tại Tây Nguyên. Và ngân hàng cũng tham gia vào dự án này bằng cách cho nông dân vay vốn đầu tư với lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, nhiều bài toán đang được đặt ra đối với loại cây trồng đang được quảng bá là đầy tiềm năng này, bao gồm bài toán về quỹ đất, bài toán về kỹ thuật công nghệ và quan trọng nhất là bài toán về cung cầu. Và còn một bài toán phải giải trước cho mọi tính toán, đó là hiệu quả. Hiệu quả chính xác của loại cây trồng này chứ không phải là hiệu quả dưới sự phóng đại nào đó. Giáo sư có thể đưa ra một vài những cái đánh giá về những cái ưu điểm tự nhiên nào của Việt Nam nó phù hợp với việc phát triển cây này? Cây macca thì có thể trồng ở Việt Nam chúng ta, nhất là ở cái vùng Tây Nguyên. Bởi vì đất đai trên đó thì tốt và về tương đối là màu mỡ. Lao động mình thì có thể nói rằng là chưa có tính mắc tiền như là nước ngoài. Đó. Thành ra về mặt đất đai, về mặt thời tiết, rồi về mặt mà lao động thì chúng ta có cái thế mạnh rất lớn đối với một số nước xung quanh chúng ta. Theo giáo sư thì chúng ta có thể áp dụng được những cái biện pháp, những cái kiến thức khoa học kỹ thuật như thế nào để giúp tăng được cái giá trị của nó lên, thay vì là chúng ta chỉ có mỗi một cái lợi thế duy nhất là giá nhân công rẻ? Phải có một cái doanh nghiệp mà nó có được ưu đãi để mà trang bị các cái thiết bị máy móc để mà chúng ta xử lý macadamia khi mà bắt đầu được thu hoạch vào, từ việc mà đập làm cái vỏ, lấy cái nhân ở trong ra, rồi cho tới việc các cái khâu để chế biến. Tại Việt Nam thì theo giáo sư cái hình thức như thế nào là phù hợp để người nông dân có thể có một cái cơ cấu vốn thích hợp để phát triển cây này? Tại vì doanh nghiệp họ sẽ quan tâm tới cái nguyên liệu tốt nhất để mà họ có thể xuất ra. Như thế thì doanh nghiệp này đó, họ phải chăm sóc người nông dân, chăm sóc từ cái chỗ mà họ phải có những cái chuyên viên để tới giúp đỡ nông dân ở trên từng cái vườn mà macadamia, rồi phải có tiền để mà ứng trước để mà mua các cái nhập lượng cho nông, ví dụ như phân bón hoặc là có những chất thuốc bảo vệ thực vật mà quốc tế họ cho phép đi đúng với cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi đánh giá là chúng ta không có một cái doanh nghiệp thì sẽ không có giải quyết được một cách đồng bộ cho người nông dân, từ giải quyết được cái vốn để cho họ họ sẽ tiếp tục sống tới cái lúc mà bắt đầu thu hoạch cho tới là những cái khâu kỹ thuật để nhắc nhở người nông dân phải làm sao cho nó đúng để mà nó đạt được cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và cái năng suất cao với lại cái đầu tư rất là thấp. Khi nói với một cái loại cây trồng nào đó mà nó cái mức độ thu hoạch nó cấp tập và nó cần những cái quy trình chế biến sau thu hoạch một cách có khoa học chẳng hạn, thì người ta thường nói là đấy là khâu rất yếu của Việt Nam. Thì yếu thì có thể nó là thực tế đang diễn ra, nhưng đồng thời nó cũng có thể là coi đấy là một cái cơ hội để cho những người khác có thể đầu tư vào lĩnh vực đó. Làm sao chúng ta lại không biến cái nhu cầu đó trở thành cơ hội trong lĩnh vực nông nghiệp như tình hình hiện nay ở Việt Nam? Chúng tôi nghĩ là có thể làm được nếu mà chúng ta trở lại về vấn đề cái doanh nghiệp. Tôi thấy là trong cái việc mà phát triển nông nghiệp mình là cái vai trò của nhà doanh nghiệp là quan trọng bậc nhất. Đây là cái người mà thứ nhất là họ biết họ có cái thị trường, họ biết có thị trường đó họ mới trở lại với đặt hàng với bà con nông dân để mà bà con nông dân sản xuất ra. Nhưng mà sản xuất ra như thế nào theo đúng cái quy trình GAP để cho chắc chắn là khi mà cái sản phẩm này được bà con nông dân trồng theo đúng quy trình này thì cái giá thành của nó là thấp nhất, nhưng mà cái chất lượng của nó, an toàn vệ sinh thực phẩm là nó cao nhất. Như thế thì cái vai trò của người doanh nghiệp này phải được phát triển. Rất tiếc là ở nước ta thì chúng ta có rất ít những nhà doanh nghiệp như thế này. Bây giờ muốn gắn người nông dân này với cái thị trường đó thì phải có một cái cầu nối ở giữa là những nhà doanh nghiệp Việt Nam chúng ta. Chúng ta cần phải có những người doanh nghiệp có cái đầu óc kinh doanh,
thấy rõ ràng là đây là cái tiềm năng của tiềm năng về nhân lực của mình, tiềm năng về đất đai của mình, tiềm năng về khí hậu của mình. Nhưng mà đồng thời cũng thấy là ai là sẽ mua hàng của mình. Bước đầu chúng ta nắm được với lại một số cái doanh nghiệp mà họ có đầu ra ở nước ngoài, có thể kết hợp liên kết với họ để mà chúng ta mạnh dạn làm trong phía trong này, ở trong nước, để mà gắn bà con nông dân mình với là cái thị trường kia. Như vậy là có thể thấy rằng là việc mà từ không chỉ cây mắc ca đâu mà loại nhiều loại nông sản khác cũng vậy, từ lúc mà từ ruộng đồng cho đến khi mà nó lên kệ ở cửa hàng cũng là cả một quy trình rất là nghiêm ngặt mà đòi hỏi sự tham gia các doanh nghiệp, đặc biệt là một cái giai đoạn mà có thể nói là rất là yếu trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay, đó là giai đoạn sơ chế sau thu hoạch, thì người nông dân có thể là vượt quá cái ngưỡng, cái khả năng của họ. Đúng họ rồi. Cần sự tham gia của các doanh nghiệp và vai trò của các doanh nghiệp trong việc phát triển loại cây mắc ca nói riêng cũng như là cây trồng khác ở Việt Nam như thế nào, chúng ta sẽ đề cập trong loạt chương trình tiếp theo về cây mắc ca trong chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Xin cảm ơn giáo sư Võ Tòng Xuân một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này ngày mai.